khói bụi mù mịt, nước thải bê tông của trạm trộn bê tông Rạch Chiếc và trạm bê tông Việt Hàn không qua xử lý xả trực tiếp ra sông Rạch Chiếc. Điều đáng nói, thời gian qua tòa soạn môi trường và cuộc sống môi trường.net.vn đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường của hai trạm trộn bê tông này. Nhưng đến nay, chính quyền các cấp quận Thủ Đức và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vẫn không quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm. Từ nhiều năm nay, người dân tại khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức và các phương tiện lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Văn Bá luôn phải sống chung với môi trường ô nhiễm. Nguyên nhân chính là do trạm trộn bê tông của công ty cổ phần bê tông Rạch Chiếc và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xây dựng Việt Hàn gây ra. Cũng theo ý kiến của người dân nơi đây, thì hai trạm trộn bê tông này hoạt động rất tấp nập, bất kể ngày hay đêm, thậm chí càng về đêm hoạt động còn nhộn nhịp hơn. Xe chở bê tông, nguyên vật liệu ra vào trạm trộn bê tông, kéo theo đất cát, bã bê tông ra đường, gây bụi bặm, mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và các phương tiện lưu thông qua cung đường này. Nói về những bức xúc của người dân đối với trạm trộn bê tông Rạch Chiếc và bê tông Việt Hàn. Ngoài ra, nơi đây người dân khẳng định, tuyến đường Nguyễn Văn Bá đang bị nhiều doanh nghiệp cá nhân dùng làm nơi tập kết cát, sỏi và hai trạm trộn bê tông đi lại với tần suất dày đặc. Hàng ngày, lưu lượng xe tải, xe trộn bê tông chạy qua rất nhiều, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại đường xa lộ Hà Nội. Trước thực tế đang diễn ra ở khu phố 7, phường Trường Thọ, đa số người dân đều rất bức xúc, nhưng họ không hiểu tại sao nhiều năm nay, hai trạm trộn bê tông và bãi cát sỏi vẫn hàng ngày hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà không thấy chính quyền xử lý. Nguyện vọng của cử tri ở khu vực là mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch di dời hai trạm trộn bê tông Rạch Chiếc và bê tông Việt Hàn ra xa khu vực, trả lại môi trường trong lành nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại km 7 xa lộ Hà Nội, khu phố 7, chân cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Bá là hai trạm trộn bê tông Rạch Chiếc với 6 silo, bê tông Việt Hàn với 7 silo, đang án ngữ hoạt động rất nhộn nhịp. Tại trạm trộn bê tông, khu sản xuất như một khu vực sình lầy, đứng 15 phút ghi nhận, 4-5 xe bồn phục vụ đổ bê tông tại các công trình về, sau đó các xe này di chuyển ra phía sau trạm trộn để rửa bồn. Nước thải bê tông từ quá trình rửa bồn thải cuồn cuộn ra các bể lắng. Điều đáng nói, do các bể lắng không đáp ứng đủ diện tích chứa nước thải của trạm trộn, nên nước thải chảy tràn rồi xả trực tiếp ra sông Rạch Chiếc. Còn nữa, bã thải bê tông thay vì phải đổ, lưu giữ đúng nơi quy định. Nhưng tại đây, trạm trộn bê tông Rạch Chiếc gần như có chỗ nào trống là đổ bã bê tông ra khu vực đó. Nguy hiểm hơn, tại đây chúng tôi tiếp tục chứng kiến trạm trộn bê tông Rạch Chiếc đang bơm xi măng vào silo chứa. Do không có hệ thống xử lý môi trường nên trên đỉnh nóc những silo bụi xi măng bay khủ khắp nơi. Lúc đầu thì ít, càng về sau bụi tuần suất ngày một nhiều hơn. Tại trạm trộn bê tông Việt Hàn không có gì sáng sủa hơn, khu sản xuất lầy lội cũng không kém. Bã thải bê tông đổ không đúng nơi quy định, những đống cát đá không được che chắn. Đặc biệt tại khu sản xuất của hai trạm trộn này nên không được đổ bê tông đúng quy định, nên mỗi khi hoạt động các xe chở bê tông đi ra không có cầu xịt lốp nên kéo theo đất bã bê tông ra đường gây bụi bẩn. Theo phản ánh của người dân, vừa qua trạm trộn bê tông Việt Hàn mới xây dựng lắp đặt trạm trộn vượt công suất so với thiết kế trước đây và chưa được Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng lắp đặt trạm trộn. Vì khu vực hai trạm trộn hoạt động hiện nay không nằm trong quy hoạch về sản xuất bê tông của quận Thủ Đức. Qua tìm hiểu, được biết khu vực hiện hai trạm trộn hoạt động thuộc quy hoạch cây xanh cảnh quan, đất ở cao tầng, thấp tầng, đất giáo dục thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu dân cư Trường Thọ, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo quyết định số 6844 QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015. Làm việc với phóng viên Môi trường và Cuộc sống, ông Bùi Ngương Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ cho biết. Thì xuống kiểm tra thì yêu cầu nó làm theo cái ấy rồi. Có báo cáo lên trên quận á, đề nghị phối hợp kiểm tra tiếp tục. Tại vì cái thẩm quyền của phường đâu có xử lý liên quan đến cái đó, thẩm quyền không phải của phường xử. Nhờ báo lên trên đó để phối hợp kiểm tra. Ngoài ra, việc cấp phép và kiểm tra xử lý môi trường đối với hai trạm trộn thuộc trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường và Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ không có hồ sơ liên quan. Do đó, ngày 26 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức đã có văn bản số 393 TNMT báo cáo kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức đã ban hành.
Tiếp đó, ngày 3 tháng 5 năm 2019, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thủ Đức tiếp tục ban hành văn bản số 1627 UBND-TNMT kiến nghị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố hỗ trợ quận thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường tại các trạm trộn bê tông và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức đã có công văn số 4607 UBND-TNMT kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật đất đai và môi trường tại nhà máy bê tông Rạch Chiếc và bê tông Việt Hàn. Tiếp đến, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 04 QĐ-STNMT-TT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các trạm trộn. Không hiểu sao, phường và quận Thủ Đức đã gửi văn bản cầu cứu tới các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vào cuộc kiểm tra xử lý dứt điểm hai trạm trộn bê tông Rạch Chiếc và bê tông Việt Hàn. Nhưng đến nay, hai trạm trộn bê tông này vẫn không có biểu hiện gì về việc khắc phục những tồn tại. Liệu có thế lực nào đứng ra chống lưng che chở cho hai trạm trộn này hoạt động vi phạm luật bảo vệ môi trường, xây dựng tài nguyên nước? Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường đối với hai trạm trộn bê tông Rạch Chiếc và bê tông Việt Hàn để môi trường nơi đây luôn được sạch sẽ. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.